Xin chào các bạn Mời các bạn xem tiếp vòng đấu thứ 12 Trong hành trình vô địch cờ chớp năm 2013 của Lê Quang Liêm Ở vòng đấu trước thì các bạn đã biết Đối thủ của Quang Liêm tại vòng này là Lão tướng người Israel Ilya Smirin Sinh năm 1968 Và trận đầu tiên Smirin cầm quân trắng Mở màn với nước tốt M4 Quang Liêm đáp trả bằng nước tốt C5 Hình thành khai thuộc phòng thủ CC Defense Tiếp theo Trắng đi mã E3 Đen đi tốt D6 Trắng đi tốt D4 Tốt đen ăn tốt trắng Mã trắng ăn lại tốt đen Đen đi mã F6 Tấn công E4 Trắng đi mã C3 Bảo vệ E4 Đen đi tốt A6 Ngăn mã hoặc là tượng trắng lên B5 Đây chính là biến light drop nổi tiếng Trong khai cuộc phòng thủ Sicilian Với thế trận này thì nhiều khả năng là Trắng sẽ nhập thành xa Và dâng cao tốt cánh vua Còn đen sẽ nhập thành gần Và dâng cao tốt cánh hậu và đúng như vậy Trắng đi tốt F4 Bắt đầu dâng cao tốt phía cánh vua Đen đi tốt E6 Mở đường cho tượng E7 để chuẩn bị nhập thanh Trắng đi hậu F3 Tiếp tục đưa quân sang phía cánh vua à, Đen nhận thấy hậu trắng F3 nên mã D4 không có quân bảo vệ Do đó thì đen đi hậu B6 tấn công mã Trắng chạy mã về B3 Đen lùi hậu về C7 mở đường cho tốt B7 tiến công Trắng tiếp tục đẩy tốt G4 Tạo thành hàng tốt rất mạnh Uy hiếp phía cánh vua của đen Đen cũng đẩy tốt B5 Triển khai phản công phía cánh hậu Trắng đẩy tiếp tốt G5 Tấn công mã Buộc mã đen chạy về D7 Trắng đi tốt A3 Ngăn tốt đen tràn xuống B4 Đen đi tượng B7 Chiếm lĩnh đường chéo lớn Và rình dập hậu và xe của trắng Trắng cũng đi tượng G2 Chơi đôi công với đen Đen đi tốt G6 chặn mũi tiến công của tốt trắng. Trắng tiếp tục dâng tốt H4 công phá thành trì của đen. Đen tiếp tục đẩy tốt H5 để chặn lại. Trắng bắt tốt qua đường. Tượng đen ăn lại tốt trắng. Trắng lên tượng D2 chuẩn bị nhập thành. Đen đưa mã lên F6 tăng cường quân bảo vệ trên mặt trận cánh vua, ngăn tốt trắng tiến xuống H5. Trắng nhập thành. Đen phát triển tiếp quân mã còn lại lên d7. Trắng bình xe 1 kiểm soát hai cột trung tâm. Đen đi xe c8, chồng quân với hậu trên cột c. Trắng lùi hậu về f2, tránh hướng tấn công của tượng. Có thể thấy là vua trắng thì đang được bảo vệ vòng trong và vòng ngoài. Đen nhảy mã lên c5, phát động tấn công vòng ngoài. Mã trắng ăn mã đen và hậu đen ăn lại mã trắng. Tượng trắng E3 tấn công hậu. Hậu đen lại lùi về C7. Trắng đi tượng F3, củng cố ô G4 ngăn không cho mã đen lao xuống. Đen nhận thấy trắng có hai xe rất mạnh, kiểm soát hai cột trung tâm. Tốt ở cột H thì đã sớm bị công phá nên đen đã không nhập thành mà dịch vua sang F8 để tránh mối nguy hiểm ở trung tâm. Trắng cũng dịch vua sang B1 để tránh mối nguy hiểm từ hậu và xe của đen. Đen lùi tượng về G7 Củng cố thêm quân để bảo vệ vua Trắng đi tượng D4 Nước sau là sẽ đẩy tốt E5 Đen thấy vậy đẩy trước tốt lên E5 để tấn công tượng Trắng đi tượng B6 Tấn công lại hậu đen Đen chạy hậu sang E7 Tốt trắng ăn tốt đen Tốt đen ăn lại tốt trắng Trắng đi tượng A5 Dọa sẽ đi tiếp B4 để bắt hậu Đen lại dịch tiếp vua sang G8. Trắng vẫn lùi tượng về B4, tấn công hậu. Đen lùi hậu về E8. Trắng đi xe G1, kiểm soát cột nửa mở G. Trước thế tấn công mạnh như vũ bão của trắng thì đen bình xe D8 để gạ đổi nhằm tiêu hao lực lượng tham gia quân tấn công, lực lượng tham gia tấn công của trắng. Trắng đi hậu B6, tấn công tượng đen. Đen liền ăn xe trắng xe trắng ăn lại xe đen như vậy là tạm thời thì áp lực lên cột g đã được giải tỏa nhưng mà lại có một mối nguy hiểm lớn hơn đó là hậu trắng thì rình dập ăn tượng đen còn xe trắng thì dọa lao xuống d 8 bắt chết hậu trước tình huống này thì đen bình tĩnh đi hậu c 6 để gạ đổi và hóa giải được cả hai mối nguy trắng thì đang có thế công rất là mạnh và quân hậu là quân chủ lực nên đương nhiên là sẽ không đổi quân trừ khi là rơi vào tình cảnh bắt buộc mà thôi. Trắng liền phi hậu xuống d8, chiếu. Buộc vua đen chạy lên h7. Trắng đi tiếp hậu e, trắng đi tiếp hậu e7, tấn công tốt f7. Nếu đen mà đi xe f8 để bảo vệ tốt thì trắng sẽ đi xe d6 tấn công hậu đen. Hậu đen lùi về c8 thì xe trắng ăn mã đen, tượng đen ăn xe trắng và hậu trắng ăn lại tượng đen, mở đường cho tượng trắng tấn công xe xe chạy thì hậu sẽ ăn tiếp tốt f7 đen sẽ thập phần nguy hiểm do đó đen không đi xe sang f8 mà lùi hậu về c8 trước và chấp nhận mất tốt f7 hậu đen ăn f7 đen đi tượng c8 tránh để hậu trắng tấn công trắng đẩy tốt h5 công phá tốt cuối cùng quân phá công phá quân tốt cuối cùng đang bảo vệ thành trì của vua đen đen không còn lựa chọn nào khác, buộc phải ăn tốt trắng và tượng trắng ăn lại tốt đen. Bây giờ thì thành trì của phía vua đen đã tan tác. Nếu để quân tượng này còn sống thì còn uy hiếp cao hơn, cho nên là mã đen ăn tượng trắng. Ở đây thì trắng nên đi xe h1. Khi đó thì đen chỉ còn có thể chống trả bằng cách là đi hậu lên g4 và xe trắng ăn mã đen. Chiếu thì buộc đen phải hy sinh hậu để ăn xe. Khi đó thì cửa thắng của trắng là cực kỳ rõ ràng. Nhưng với những ván cờ chớp nhanh như thế này thì trắng đã không có đủ thời gian tính hết các nước đi. Nên lấy hậu ăn mã và vua đen đơn giản chạy về G8 mở đường cho xe tấn công hậu. Trắng lại dịch hậu sang G5 kim tượng. Nước tiếp xét theo thì trắng chắc chắn là sẽ phi xe xuống D8 để chiếu bắt hậu. Đen liền chạy hậu lên E6. Trắng theo kế hoạch vẫn phi xe xuống chiếu vua. Buộc vua đen chạy lên E7. Chưa thể làm gì được đen Lại sợ đen phi xuống H1 để đánh lén Cho nên là trắng lại lùi xe về D1 Để phòng thủ cho hàng ngang số 1 Đen đi tượng F6 Tấn công hậu trắng Trắng đi trắng chạy hậu về E3 Đen tiếp tục đi xe H3 Công kích hậu trắng Trắng đi hậu A7 Chiếu tướng và bắt tốt Đen chạy vua G6 và hậu trắng ăn tốt A6, tiếp tục kết hợp với mã uy hiếp lên tốt B5. Đen đi hậu C4 kết hợp với tượng để bảo vệ tốt B5 Càng về cuối trận thì tốt lại càng mạnh Và chứng tỏ vai trò của nó cho nên là đen quyết không để mất thêm quân tốt nào nữa Trắng đi hậu C8 tấn công xe Đen chạy xe sang G3 Trắng đi tốt B3 tấn công hậu đen Bây giờ mà nếu mà chạy thì hậu chỉ còn nước chạy về F7 Khi đó thì hậu trắng sẽ thủ tiêu ngay quân tượng C6 đang chật vật chống đỡ mà lại mất thêm quân tượng nữa thì 99,99% ,99 là sẽ thua rồi. Do đó thì trước thế công kinh người mạnh như bài sơn đảo hải của lao tướng Ilya Smirin, Lê Quang Liêm đã phải dừng đồng hồ và nhận thua. Như vậy sau trận đấu này thì Smirin đã chứng tỏ là gừng đúng là càng già càng cay. Ở trận đấu sau liệu Lê Quang Liêm có nhổ được củ gừng này hay không? Mời các bạn đón xem trong video tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.